xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay Cầu Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt trên App Store và Google Play có tên gọi là Kitty Keep, một con game cây rùa thôi, màn hình dọc. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé, để xem là chơi như nào nhỉ. Đại loại thì các bạn sẽ có nhân vật là các chú mèo đó, chúng ta sẽ phòng thủ trước những con zombie đúng không, hay con kiểu con quỷ ấy. Đó, các bạn sẽ phòng thủ và các bạn sẽ có các cái chú mèo như vậy nhé. Đó, các bạn sẽ bấm vào đây để sử dụng kỹ năng của mèo này. Đó, các chú mèo thì có kỹ năng. Rồi các bạn phải nâng cấp này. Đó, nâng cấp sẽ dùng vàng để nâng cấp. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Game này thì đợi tí nhá, mình xem có tiếng Việt không. Thật ra thì dạng game cây rùa này không cần tiếng Việt thì các bạn có thể chơi rất tốt thôi. Đó, sử dụng kỹ năng này. Đó, phải, sẽ khi mà sử dụng xong kỹ năng thì phải đợi hồi năng lượng thì mới có thể sử dụng tiếp nhá. Đó, đây là những màn chơi đầu thì nó cũng khá đơn giản thôi. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng, dễ hiểu, dễ chơi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp nhà chính này. Đó, bà nâng cấp là sẽ có một cái đội cung thủ đằng sau hỗ trợ nữa. Đó, các bạn sẽ dùng vàng để nâng cấp. Đây, chúng ta sẽ có phần language. Chúng ta sẽ không có tiếng Việt, nhưng không sao. Game này nó thật là nó đơn giản thôi, không cần tiếng Việt lắm. Đó, chúng ta sau này các bạn vàng có thể mua thêm các cái chú mèo khác. Đó, đây là phần shop này. À, đây có phần shop này, có mở dương các thứ. Đấy, có thêm nhân vật. Rồi, tiếp tục nha. Ở đây có phần tăng tốc. Đây, có nút tăng tốc rồi thì giúp một màn chơi nó cũng sẽ diễn ra nó nhanh hơn. Đó, sử dụng kỹ năng này. Ui, có boss này. Đấy, các bạn nhớ sử dụng kỹ năng của mèo nha. Ui, cẩn thận. Đấy, boss rất là khỏe luôn. Rồi, thắng rồi. Wow, khá là căng luôn mọi người ạ. Đó, cái game này nó cũng khá đơn giản. Đây chúng ta sẽ có điểm, một cái điểm gọi là điểm talent. Thì các bạn này nâng cấp cái điểm talent này lên nhá. Đấy, tăng thêm XP này. Đó, tăng thêm vàng nhận được này. Rồi hết điểm talent rồi. Đó, các bạn sẽ phân phối và nâng cấp điểm talent này. Rồi lại tiếp tục nâng cấp thôi. Đó, nói chung là cái con kit thực kíp này thì nó đúng kiểu dạng game cây rùa phổ thông thôi. Nó rất là đơn giản. Siêu siêu đơn giản luôn á. Tất nhiên là các bạn cũng phải nâng cấp các cái chú mèo của bạn lên, các kiểu lên thì mới có thể vượt qua màn chơi nhá. Độ khó của màn chơi nó sẽ tăng dần. Đấy, sẽ nâng cấp tiếp và tiếp tục chiến đấu thôi. Các kiểu dạng vật à, có thêm điểm talent này. Ở lên level thì như là sẽ có thêm điểm talent đấy mọi người. Ui, boss này. Ui, boss. Đấy, boss rất là trâu luôn. Rồi, thắng rồi. Ui, sắp hết máu rồi. Đây, chúng ta có phần thị trấn. Trong phần thị trấn này thì các bạn sẽ có phần mai này là kiểu kho vàng á, cũng lấy tự động đào vàng các thứ. Ok, biết vậy đã. Replay là cái gì? Replay là đánh lại à? Ok, đây, battle này. Continue. Đấy, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu thôi. Ui, chưa đây chưa phải ải boss nên là cũng khá là dễ. Cũng khá là dễ. Bao giờ có con boss ấy thì mới khó hơn. Đấy, một cái màn chơi nó cũng rất là nhanh thôi. Nó rất là nhanh thôi, nhưng mà quan trọng là các bạn nhớ nâng cấp lên. Đó, nó hết vàng rồi. Game này sau thì sẽ cần rất nhiều vàng nha. Attack speed này. Đó, các bạn có thể nâng cấp lên. Rồi tăng sát thương này. Tăng hồi mana này. Đó, các bạn nên phân phối đều các cái điểm talent. Vì nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong lúc chiến đấu của đội quân của các bạn. Hình ảnh con game này thì hình ảnh 2D các bạn thấy là rất là dễ thương nha. Hình ảnh game rất là dễ thương luôn. Ui, có cua này. Đấy, có thêm những kẻ thù mới mọi người ạ. Ui, nó bắn tầm xa luôn. Có mấy thằng cung thủ bắn tầm xa luôn mọi người ơi. Đấy, nâng cấp lên. Chúng ta sẽ đi nâng cấp rồi lại hết vàng rồi. Cách chơi rất là đơn giản luôn. Siêu đơn giản. Rồi, có Kitty Kit này. Không biết là game sau này có các thêm các cái tính năng gì không. Nhưng mà hiện tại thì mình chắc là có thôi, kiểu các hoạt động kiểu phó bản rồi săn boss các thứ ấy, mình nghĩ là sẽ có thôi. Ở đây thì mình cũng đang level thấp ấy, nó cũng chưa mở đâu. Đấy, nâng cấp tấn công đây này. Đây cũng có thể nâng level cho mèo các bạn nhá. Cũng cần vàng để nâng cấp đó, bấm vào các chú mèo để bấm vào nâng cấp anh em ạ. Đấy, ở đây có thể mua thêm các cái chú mèo khác này. 1000 vàng thì mua thêm một con mèo kiểu dạng pháp sư ấy. Như tối đa là ra được 4 chú mèo nhé mọi người nhé. Nói chung là cái game này nó cần rất là nhiều vàng mọi người ạ. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều vàng để có thể vượt qua màn chơi, để nâng cấp các thứ. Các bạn sẽ cần rất nhiều vàng.
Các bạn hãy xem quảng cáo. Xem quảng cáo nhận ngay 2.500 vàng. Rất là ngon luôn. Ồ, game này mình nghĩ là anh em nên xem quảng cáo đó. Bởi vì là game cần nâng cấp rất là nhiều. Ui, bot này. Ui, bot có thể gây choáng cho mèo luôn. Đó, ngắt siêu của bot này. Ui, bot trâu ấy. Ờ, bot bị stun rồi. À, đâu mình stun bot chứ. Bot nó có... Rồi, thắng rồi. Wow. À, như là được cộng thêm một mèo này. Đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ... Đây, các bạn này nâng level này. Thật ra là... Đây, mình sẽ mua thêm một chú mèo nhé. Đúng không? Đây, mua thêm mèo này. Đồ, có mèo Zeus 3.000 tiền. Úi dồi. Rồi, mình sẽ mua cho mày. Cái này đúng không? Immortal. Nó gọi là Immortal chứ không phải là mèo trong đội hình à. Đây, mình mua đây rồi. Nó xuất hiện ở đây. Còn đây thì... đây, các bạn này mua các mèo này. Mua bằng kim cương cũng được. Hoặc là mua bằng vàng nhé. Đấy, 3.000 vàng. Wow. Có mèo xịn thì là mua bằng kim cương. Đấy, rất là nhiều chú mèo khác nhau. Có những cái bộ skill khác nhau. Vàng nâng cấp rồi. Rồi, tiếp tục. À, đây có cái Immortal này nè. Cũng trợ chiến cho mọi người này. Đó. Đây, đây, đây. Đúng là sẽ, các bạn sẽ có rất là nhiều cái để... Nói chung là cũng có nhiều cái để tìm hiểu phết ấy nhỉ. Rồi... Nói chung là game này cần nhiều vàng. Đó, thì các bạn lưu ý. Nâng cấp đủ cái luôn ấy. Nâng cấp rồi mua tướng các thứ. Cho 3 sao. Đây, nâng điểm talent nhé. Defense cộng này. Rồi, hết điểm rồi. Chúng ta sẽ đợi lên level để có thể... cộng tiếp cái điểm talent. À, trong lúc chiến đấu thì không thể ra ngoài được. Game chơi vui, nói chung là mình nghĩ là cái con Kitty Keep này thì chơi rất là vui ấy mọi người ạ. Chơi giải trí được. Game này mình nghĩ là chả cần nạp. Tất nhiên là không nạp thì đôi khi là lên màn chơi cao thì sẽ khó vượt thì các bạn phải tiếp tục cứ replay, tức là chơi lại ấy. Đăng nhập nhận quà này. Nâng cấp cái mỏ vàng ấy nhá. À, cần phiếu nâng cấp này. Nó sẽ cộng 100 vàng mỗi phút. À, anh em thấy không? Nó tự động cày vàng mình luôn. Như mình đã nói thì cày vàng rất cao. Ngoài ra bạn có thể xem quảng cáo để tăng thêm tốc độ nhé. À, game cho tăng tốc độ x3 luôn. Ở đây mới là x2 thôi. Còn tăng tốc độ x3 thì mọi người có thể xem quảng cáo. À, mọi người có thể xem quảng cáo để có thể tăng tốc độ x3. Game thì cũng có S. Ngoài ra thì game cũng bán cái gói gọi là không quảng cáo. Cũng khá là rẻ, bạn là xác định chơi lâu dài thì có thể chơi cái có thể dùng cái gói này. Đấy, ở đây mình có thể nâng cấp lên này. Hoặc tích 3.000, mình để tích 3.000 vàng và mình tí nữa mình mua thêm một chú mèo nữa. Cảm giác là vẫn đang vượt ải rất là dễ nên là cứ tạm thế đấy. Nói chung là game chơi vui. Đấy, bạn nào quan tâm thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và chơi thử cái con Kitty Keep này nhá. Mình thấy là game chơi cũng khá là fun, giải trí tốt. Cảm ơn anh em theo dõi này của cậu Vàng. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Live. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.